Chị lấy chồng á, chị với anh kia rất là hạnh phúc. Có bị làm sao đâu. Thế mà mấy bà hàng xóm mấy bà bảo là chị ăn cắp tiền của chồng chị. Không mua nào. Nhưng mà bảo là chị ăn trộm. Mấy bà hàng xóm gì? Còn mày ấy, mày sang đây ấy, để mày nói chị chơi với chị, hay là mày sang đây để mày mỉa mai, mày cài kia chị. Em có làm gì đâu, em nghe mấy bà nói thế, em sang em hỏi chị thôi. Còn ấy, em chơi với chị từ bé đến lớn rồi, em hiểu tính chị như thế nào. Chị chưa bao giờ có tính gọi là ăn trộm ăn cắp hết. Mày à, gần đây mày biết tất cả về chị rồi, nên mày đừng bao giờ kiểu nghi ngờ là chị ăn trộm này nọ, không mày sang mày nói. Đến tai bố chị nhá, đến lúc đấy có vấn đề gì ấy. Em có nói gì đâu, chứ. Em mà đến đây em hỏi chị, tự nhiên chị chỉ ra em. Sao chị chửi thế, nó la ung dùng thế. Nó sang đây xong rồi nó hỏi chị là bà chị có phải chị ăn trộm ăn cắp tiền của anh Kiên không. Xong rồi nó bảo với bà một kia bà đang đồn với chị. Chào bác ạ. Đó. Vâng, cháu xin cái lá cờ. Vâng, cháu xin cái lá cờ. Chị Thư ạ, em chào chị. Xuân ạ, vâng, nay là về giờ thế này, sang đây chơi ạ? Vâng, em đang đây chơi, và em có chuyện gì muốn hỏi chị. À, hỏi chị gì đấy, nay lại có chuyện hỏi chị gì ấy. Có chuyện gì sao? À, nó chấm hộ chị luôn đấy, chị đang định bảo là không ai nó chấm, sợ không kịp làm. Chị em nghe mấy bạn hàng xóm là chị lấy chút tiền đúng không ạ? Em bị điên à? Em nghĩ cái gì vậy? Em nghe mấy bạn hàng xóm là chị sẽ em bà nào bảo em mấy bạn hàng xóm nhỉ? Bà nào chị xa tận nhà thì có chuyện luôn đấy, chị xử lý mấy bà đấy luôn, có bà vẫn ai ăn trộm cái gì? Em nghe mấy bà bảo thế, thế là em sang em hỏi chị. Mấy cái bà này buồn cười thật sự nhá, rất là lắm chuyện. Chuyện với nhà bà ấy sang mà bắt đầu là sang hỏi này, xong rồi bắt đầu là sang mà chị ăn trộm tiền, về cả là tiền đấy, chị ăn trộm tiền của chồng chị. Chị ăn trộm tiền của mấy bà đây mà mấy bà phải lắm mồm vào. Chị ăn ngang vào cuộc sống của chị. Em cũng không biết, tự nhiên em đang đi làm về thì sang đến nữa được mấy bà đang ngồi nghe nó. Quay mù là nói với em, để tí nữa chị sang tận nhà chị dằn mặt với nó luôn. Mấy bà hàng xóm gần đây nhé. Mấy con mụ này rất là hay nói lên tai tinh. Ghét vô cùng ấy. Khi chị đã đi lấy chồng rồi, chị đã chuẩn bị đi lấy chồng rồi mà chúng nó vẫn còn bắt đầu nói tai như thế. Mà làm sao mà chúng nó nói chuyện. Còn em thì em đừng bao giờ tin mấy cái mồm bà đấy. Nhưng mà sau dạo này em thấy từ lúc chị sang cổng nhà có nhiều việc hết. Lúc nào cũng thấy ầm ĩ lên. Ầm ĩ gì đâu, có cái gì đâu mà ầm ĩ. Là em cũng thấy nhà thì ầm ĩ lên, không có chuyện là có gì không. Có chuyện gì đâu. Nhà chị chẳng có cái vấn đề gì cả, nhà chị vẫn rất là yên bình, vẫn rất là chẳng có vấn đề gì luôn. Mấy cái bà này em phải biết là nó thấy chị làm ăn được, bắt đầu là chúng nó cái năng lực ạ, chúng nó hay nói đến tinh ấy. Chứ còn nữa, nhà chị chẳng có cái vấn đề gì hết luôn ấy. Nhà chị vẫn cứ sống ở bình thường. Chị lấy chồng á, chị với anh kia rất là hạnh phúc. Có bị làm sao đâu. Thế mà mấy bà hàng xóm mấy bà bảo là chị ăn cắp tiền của chồng chị. Không mua nào. Nhưng mà bảo là chị ăn trộm. Mấy bà hàng xóm gì? Còn mày ấy, mày sang đây ấy, để mày nói chị chơi với chị, hay là mày sang đây để mày mỉa mai, mày cài kia chị. Em có làm gì đâu, em nghe mấy bà nói thế, em sang em hỏi chị thôi. Còn ấy, em chơi với chị từ bé đến lớn rồi, em hiểu tính chị như thế nào. Chị chưa bao giờ có tính gọi là ăn trộm ăn cắp hết. Mày à, gần đây mày biết tất cả về chị rồi, nên mày đừng bao giờ kiểu nghi ngờ là chị ăn trộm này nọ, không mày sang mày nói. Đến tai bố chị nhá, đến lúc đấy có vấn đề gì ấy. Em có nói gì đâu, chứ. Em mà đến đây em hỏi chị, tự nhiên chị chỉ ra sao chị chửi thế, nó la ung dùng đấy. Nó sang đây xong rồi nó hỏi chị là bà chị có phải chị ăn trộm ăn cắp tiền của anh Kiên không. Xong rồi nó bảo với bà một kia bà đang đồn với chị. Mà rõ ràng nó hiểu chị như thế nào rồi, bây giờ nó sang nói này. Em nghe mấy bà nói thế thì em sang em hỏi chị xem. Nhưng mà mày có thấy không mà mày nói thế. Em không chị cứ chỉ em không chị chửi. Nhưng mà mày quá quá đáng ấy. Bố tao đang đứng ngoài kia, đang ngồi ngoài kia. Mày nói như thế đấy, bố tao kia tao trộm à? Nói thế là ông dùng hàng xóm người ta biết mà mình chỉ rồi đấy. Thôi mày đừng có nói gì nữa, nếu mà mày cảm thấy mẹ đây ăn được thì mày ở. Thôi mày đi về đi, tao không tiếc mày đâu. Không đi về đi, tôi cũng đừng nói linh tinh ở đây. Bực hết cả mày. Chị kia em thích ở đây, em cũng chả thích ở nhà mà có người ăn trộm đâu. Mày đi về luôn đi. Mày thấy đi với mày nói nha. Nói linh tinh. Mày ăn trộm tiền gì á? Này, đi về luôn đi. Trộm tiền đấy đâu nhá. Dũng mày đập phá cổng. Đi về luôn. Đi về đi. Anh nghĩ em thích đây à? Nhà của con trộm. Thì tao khó ăn còn lại.
Bố ơi, từ làm sao bố luôn cái con đấy vào nhà bố được cho nó vào nhá. Bố từ cái bạn đi chơi. Bạn gì nó vào nó nói linh tinh cho bố ạ. Nói chuyện nói xấu chị Thư ấy. Nói xấu chị Thư á? Vâng. Nói linh tinh. Nó là bạn con này bạn chị Thư vừa mà nó nói xấu. Biết đâu nó bên đây này hàng xóm. Hàng xóm đi chơi á? Vâng. Đi kể nó nếu nó gì thì không thì con đi chơi nữa mới nói thôi. Vâng, nhưng mà bố làm sao bố thấy nó đừng cho nó vào nhá. Tục nhất đừng cho nó vào luôn, khóa cổng lại. Được rồi, để cho đến thì người bảo bố thì bố. Vâng. Nó vừa đến đây này xong giờ nó về rồi, con đùi nó về rồi. Được rồi. Cái bông ở đây chơi đi bố. Nó linh tinh lên. Chị Thư ơi. Sao? Nhưng mà sao người ta nói chỉ lấy tiền quán kia là sao không? Sao em không hiểu? Tao lấy cái gì đâu? Thì hôm qua ấy, về nhà anh Kiên. Thế xong rồi là anh Kiên anh cầm 20 triệu về. Thế là anh mất tiền. Cái cuối cùng là tìm ra được là ở ba lô của cái thằng em với cả là thằng học viên của anh Kiên ấy. Chứ chị có lấy đâu. Thế xong rồi bây giờ mấy cái bà đây bà không hiểu cái gì bắt đầu bà đồ mình ta anh tinh. Mà từ mấy cái một bà này thì ngày xưa đã bảo rồi không bao giờ được nghe chúng mấy cái bà camera đấy. Nhưng mà bà nó không biết nên sao đây mà nói chỉ lấy như thế. Đấy, thế mới bảo. Quá đáng vô cùng ấy. Thế bây giờ tiền đấy anh Kiên không thấy rồi. Anh Kiên thấy rồi, thấy trong cặp của thằng học viên ấy. Với cả thằng em trai của anh Kiên ấy. Đấy nó về nó ăn cắp ăn trộm xong rồi nó đổ điêu với chị. Đấy, thế trong cặp đấy thì nó lấy rồi, rồi ai lấy. Nó ăn trộm với chị, có phải ăn trộm đâu. Vâng. Nhưng mà bà, nhưng mà bà đổ điêu với chị. Bà đấy sang đây mà nói chỉ như thế. Cái con bé đấy á. Chả biết gì mà nói như thế. Cái con bé đấy từ ngày xưa ấy. Nó thấy chị làm ăn được. Nó thấy chị khấm khá hơn nó. Ê, bắt đầu nó ghen tị đấy. Bắt đầu nó sang đây để nó cài thị ấy. Vâng thì đấy chị tốt đẹp cái gì đâu. Thì chị biết tính cách nó rồi, bây giờ chị đừng cho nó vào đấy nữa. Lần thì chị biết đâu, tự nhiên nó vào đấy, rồi bố bảo nó vào. Vào lần sau á, nó mà vào em gửi làm bố. Vâng. Nói như này, nói khắp hàng xóm người ta biết hết bộ mặt chị đấy. Bộ mặt thì làm sao, chị có cái gì đâu mà sao bộ mặt của chị. Người ta nhìn đến chị xấu này kia ấy. Nói như... Chị ấy, nếu mà thích ấy cho chúng nó nói. Bởi vì chị chẳng làm gì sai hết. Phải xem từ ngày xưa giờ chị làm gì sai. Chị đã bao giờ ăn trộm ăn cắp để mà bố phải lo lắng gì chưa hả Dũng? Vâng, nhưng mà sao người ta không cho chị bố phải lo lắng về chị với cái chuyện như thế này chưa? Chưa bao giờ bố phải lo lắng gì hết. Chưa bao giờ chị biết là ăn trộm ăn cắp được cái gì. Và bây giờ chúng nó đi, bắt đầu chúng nó tung tin đồn với ba lần nói chuyện trộm ăn cắp là như thế nào. Và vẫn còn nó đừng để đến lúc đến tai bố mà bố chửi chị thì nó chết với chị luôn này. Vâng thôi, kề như thế này. Kề như người ta nói. Còn lần sau đó con bé đấy sao em gửi thằng cổ nhớ chưa? Cấm cho nó vào. Em đuổi nó, em gửi nó về rồi. Không cho nó sang nữa ấy, cấm chị. Thế sang nó nói nó chuyện thế với chị em, nó chỉ lấy tiền vườn kia đấy. Đầu tiên nó giả bộ, nó quan tâm. Nó bảo chị đang làm gì đấy kiểu mình tưởng nó tốt thật, tưởng nó quan tâm mình. Bởi vì lâu lắm rồi chị em không gặp nhau. Ai ngờ và nó bảo chị ơi em nghe mấy vụ thằng xóm nó bảo là chị ăn trộm ăn cắp tiền của chồng chị đấy. Chị nhìn rồi quá sẽ đấm mặt nó phát. Chắc vô ai nói để tình bố đang ngoài kia người chị đấm nó luôn đấy. Chắc như bà đấy nó linh tinh ấy mới xảy ra chuyện gì. Quá đáng tuyết. Nói với bà nó vẫn đang làm bực hết cả mình. Vâng thì chị làm đi nhá. Em bình lòng quá. Mày ở đây mà phụ em mày lầu cái gì. Bao giờ mày phụ được cái chị cái gì chưa? Ngày xưa thì bắt đầu mày có bao giờ mày bênh vực chị cái gì đâu. Em làm gì? Làm cũng chấm, đang làm giỏ này cắt ớt ra. Chứ bao giờ ơi, nó vừa nó vào, nó một tí cỏi nhưng mà nó vào nó kiếm chuyện.